Vâng, hãy sang luôn phao cho các chị ly. Và cái váy này bên em có cả màu xanh chị em nhé. Cái màu này thì tuyệt vời luôn chị em này. Cái đây, màu này thì quá tuyệt vời. Đấy chị em nhìn kỹ chất liệu này. Đó, chị em nhìn kỹ chất liệu cho em nhá. Xả V900 kèm theo màu, size và số điện thoại. 3 size SML và giá thành của nó là xả 250. Không có chữ xả thì là 350 chị em nhá. Bên em, nhân viên bên em sẽ phân biệt bằng có comment có chữ xả. Một sản phẩm phao, bên em muốn xả cho các chị sản phẩm phao cao cấp của Quảng Châu. Chị em nhìn trắng trong trắng ngoài, hàng cực kỳ đanh, hàng cực kỳ sướng luôn. Phải nói là nó độ đàn hồi của nó rất là sướng chị em nhá. Mã của nó là gì ạ? Mã của nó là A970. Một mã phao xả bên em. Và giá thành của nó là 480.000 đồng ngày hôm nay. Vâng ạ, xả 480.000 đồng. Ai lấy thì comment cho em là xả A970 kèm theo màu, size và số điện thoại. Áo phao bên em có 3 size. 3 size, 4 màu. Size XL, 2XL và 3XL tương đương size ML và XL chị em nhá. Đây là phao cao cấp của Quảng Châu đang xả, hiện tại chỉ còn số lượng ít, xả chỉ còn 480.000 đồng thôi. Nếu mà không không có chữ xả thì là 680.000 đồng giúp em nhá. Ai lấy nhớ comment cho em là xả A970 kèm theo màu, size và số điện thoại. Em có màu hồng này, em có màu xanh ghi này, em có màu đen này và em có cả màu đỏ đô ở trên canh đây. Ai lấy màu nào thì comment cho em chữ xả kèm A970, màu, size và số điện thoại. Dạ vâng các người đẹp ơi, em sang V900 xanh xả cho các chị gái này. V900 mà đi với cái viền đen thì quá là chuẩn đẹp luôn các chị này. V900 đủ SML, siêu sang chảnh cho các chị gái. Trang chảnh và lại còn tôn dáng các chị gái nha. Mã này các chị hình dung cho em là em cũng phải cất luôn một đôi để đi ăn cỗ các chị gái ạ. Đi chơi Tết dịp này. Các chị gái này, nhìn cho em này, mã này các chị này, người các chị rất là bình thường thôi, mặc lên vô cùng sang luôn. Để lại cái cú pháp cho em là xả V900 xanh đủ SML tùy các chị chọn này. Đủ SML tùy các chị chọn luôn nhá. Dạ vâng ạ, mã này của em là V900 màu xanh kèm với số điện thoại bên cạnh cho em. Nhớ là số điện thoại có đơn, chị Kem Lan có đơn. Đó, chị Xuyến Phan có một đơn hồng luôn. Đó, chị Nguyễn Thị Ninh có một phao đỏ luôn. Chị Vân Dương có xanh, chị Hải Dương có xanh. Rất nhiều chị, các chị nhìn này. Đó, hàng này hôm khai trương là quá nhiều chị đã nhìn thực tế em hạnh mặc luôn. Cái hôm đấy em mặc em cắt băng khai trương của bên cơ sở em ấy, các chị biết ạ. Mã này cũng là một mã thiết kế của bên em. Dạ vâng ạ, hôm nay xả còn 250 cho các chị gái. 250, 450 xả 250 cho các chị gái. Nghỉ Tết em lạnh, em hạnh đang nghỉ Tết dọn kho các chị ơi. Mã này ghi cho em xả V900 kèm số điện thoại xanh. Đủ size này, SML này. Em xin phép thay mẫu cho các chị gái. Em sang len và áo phao ok không ạ? Ngắm cho em nốt lần cuối màu xanh. Nắm cho em nốt lần cuối màu xanh ạ. Cực nhiều mã lên xả luôn. Quá là đẹp các chị này, mặc lên người này. Rất nhiều chị luôn, dạ vâng, rất nhiều chị gái. Có xinh không ạ? Các chị nhìn này, tay còn hơi thụng thụng các chị này. Đó, cái tay này, rất là điệu cái tay luôn ạ. Nó hơi hở một chút mà lại hơi sang chảnh một chút đấy các chị này. Không quá hở nhiều mà cũng không quá nghiêm túc. Rất là sang phải không ạ? Dạ vâng, đúng rồi, xả V900 xanh S. Đủ size SML cho các chị gái. Đây các chị nhìn dáng kỹ. Đủ size SML cho các chị ạ. Dạ vâng, em hãy xin phép sang mẫu mới. Tiếp tục chia sẻ cho em và đặt hàng luôn. Đặt hàng sớm có hàng luôn. Rất nhiều chị rồi. Có luôn, hồng 3X có luôn. Mã này có sang không ạ? Cực kỳ sang luôn. Nhiều chị đã nhìn ngoài thực tế rồi. Ghi cho em là xả V900 xanh kèm size các chị thích và số điện thoại các chị nhà. Em hãy sang mẫu mới khác hoặc khác biệt luôn. À, nhân thể em mặc một chiếc váy đỏ khuy bọc. Em hãy mặc một chiếc váy đỏ khuy bọc cho các chị em luôn. Trên tay em đây là một mã sơ mi phải nói là cực kỳ hot trong cái dịp thu đông năm nay và cái dịp Tết đó chị em nhá. Một mã xả của bên em, mã này bên em có mã là gì ạ? A940, A941. Cái này đặt nhiều mẫu à? Đúng rồi, không đặt nhiều mẫu đấy. Nó xem thứ tự luôn đấy. Ok, cái này thì khả năng là đợi hạnh. Cái này em xả 140 thôi, rất nhiều màu, rất nhiều họa tiết cho chị em mặc phối với cả quần và chân váy chị em nhá. Xả có 140 thôi và Hạnh sẽ đọc kỹ cái tên chi tiết của nó. Xả 940, 41, 42, 943, 944, 945. Comment có chữ xả là sẽ được mua giá xả chị em nhá. Dạ vâng, tiếp tục chương trình với các chị em một mã váy nữa. Một mã máy váy chơi Tết cho các chị em ở đây. Các chị có thấy eo nhỏ không ạ? Mã này thì eo siêu nhỏ luôn. Đó, một trong những cái siêu phẩm song song với cả mã siêu phẩm tay gen của bên em luôn. Dạ vâng ạ, mã này của em có mã là V930. Để lại cho em xả V930. Hiện tại em đang xả có 260. Đây là hàng xịn nhất trên thị trường luôn. Hàng nhất trên thị trường luôn, xịn nhất luôn. 260.000 xả rồi, 260.000. Cho các chị xem chất luôn, tại vì cho các chị xem chất liệu luôn. Nhiều nơi đã có váy này nhái bằng chất liệu thun cốt tông. Đã có váy này nhái, váy khuy bọc V930, ghi cho em là xả V930. Em Hạnh đang mặc. Em có 2 size S và M. 2 size SM váy này form nhỏ, còn váy kia của em có đủ SML cho các chị em 58 cân luôn. Đó, V930, xả V930 kèm số cho em các chị này.
kèm số cho em ạ. Hai cái phần chiết eo này khiến các chị rất là gầy, hai cái phần chiết eo khiến các chị rất là nhỏ này, eo bé xíu luôn này các chị này. Em có bụng nhá, đó eo bé xíu luôn. Xả V930 cho em nha, xả V930.